Chiều 17 tháng 9, tại hội trường tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả các chỉ số PA Index, CPAS và triển khai giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số của nền hành chính tỉnh Tây Ninh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Đến dự điểm cầu tỉnh có ông Phạm Minh Hùng, vụ trưởng vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, chánh văn phòng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ. Ông Phạm Hùng Thái, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, năm 2023, kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của tỉnh Tây Ninh theo đánh giá vẫn còn thấp. Còn nhiều nội dung, tiêu chí thành phần trong các chỉ số PA Index CPAS của tỉnh chưa đạt hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp. Các nội dung liên quan chính sách phát triển kinh tế, quản trị môi trường, tiếp cận đất đai, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị có chỉ số thấp, vẫn còn những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ giao tiếp, ứng xử chưa đúng mực, gây bức xúc với công dân. Nhất là một số lĩnh vực như đầu tư, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v. Tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, trình bày một số giải pháp nâng cao chỉ số CPAS PAR Index tỉnh Tây Ninh. Theo đó, cần khắc phục điểm yếu chỉ ra trong từng chỉ số đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nâng cao năng lực của cơ quan thường trực phát huy vai trò của người đứng đầu trong từng cơ quan đơn vị thời gian tới đề nghị nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh chủ tịch ủy ban nhân tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị mình tiếp tục đẩy mạnh việc ra soát đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả thực chất ra soát kịp thời trình cấp có thẩm quyền công bố thủ tục hành chính danh mục thủ tục hành chính theo quy định